Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trạng thái tạnh giáo ở miền Bắc còn kéo dài đến chiều tối mai. Sau đó, từ đêm ngày 20 đến ngày 21 tháng 9 thì mưa rào và dông rải rác sẽ lặp lại tại Bắc Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Nhiệt độ trong thời đoạn 2 đến 3 ngày đầu tuần mới sẽ có xu hướng dịu mát dần. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai phổ biến là từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Ngày 20, ngày 21 tháng 9 do có mưa xuất hiện nhiều hơn và cường độ mưa gia tăng nên nền nhiệt độ trong ngày sẽ giảm bớt từ 1 đến 2 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng trong 2 ngày tới. Khoảng từ chiều tối đêm ngày 21 sang đến ngày 22 tháng 9, khả năng có mưa dông gia tăng tại phần phía Bắc của miền Trung. Thời gian có mưa được dự báo chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ có mưa to. Lưu xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong thời đoạn 3 ngày tới, tiếp tục có mưa rào và dông lặp lại ở nhiều nơi, nhất là về chiều tối và tối thì có nhiều hơn số điểm có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây Nam ở phía Nam hoạt động liên tục với cường độ trung bình đến mạnh trong 3 ngày tới sẽ là tác nhân chính chi phối thời tiết tại các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ. Vẫn nằm trong tháng cao điểm của mùa mưa ở phía Nam khu vực, do vậy mà tình trạng xuất hiện mưa trong ngày sẽ kéo dài, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong ngày 19, ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết vẫn ổn định. Từ khoảng ngày 21 sang đến ngày 22 tháng 9 thì mưa rào và dông có xu hướng gia tăng ở phía Bắc khu vực, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam có cường độ hoạt động chủ yếu ở mức cấp 5, có lúc trên cấp 5. Mưa rào và dông liên tục xuất hiện trên diện rộng, tầm nhìn xa giảm thấp. Trong cơn dông, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 18 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.